bóng đá Việt Nam cần đổi mới đồng bộ. ASEAN Cup 2023 với bóng đá Việt Nam đã kết thúc sớm, đội tuyển Việt Nam bị loại từ vòng bảng. So với ASEAN Cup 2019 vào đến tứ kết, ASEAN Cup 2023 đội tuyển Việt Nam DTVN thua cả 3 trận, trắng tay rời giải. Những điểm sáng, ngay từ khi ASEAN Cup 2023 chưa khởi tranh, báo Người Lao Động đã nhận định, chưa phải là thảm họa nếu đội tuyển Việt Nam không đạt chỉ tiêu vượt qua được vòng bảng. Bởi mục tiêu chính của đội tuyển Việt Nam vẫn là vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nhìn lại những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện được tại ASEAN Cup 2023, bên cạnh một số điểm sáng còn có nhiều bài học rất quý giá cho cái đích. Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ bước vào thời điểm quyết định vào tháng 3 và 6 tới. Điểm sáng đó là gì? Kết thúc vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã ghi được 4 bàn, xếp thứ 9 trên 24 đội ngang với Úc, Uzbekistan, Ả Rập Saudi và hơn cả đội đầu bảng là Bahrain 3 bàn. Với số bàn thắng này, đội tuyển Việt Nam là đội ở khu vực Đông Nam Á ghi nhiều bàn thắng nhất, khi Indonesia chỉ ghi được 3 bàn và Thái Lan là 2 bàn. Dù cả hai đội cùng vượt qua vòng bảng, Thái Lan đoạt vé chính thức, Indonesia vào vòng mùng 1 tháng 8 bằng vé vớt. Syria chỉ ghi được 1 bàn nhưng cũng vào vòng mùng 1 tháng 8 nhờ vé vớt. 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam là đã ghi được vào lưới hai đội bóng lớn của châu Á là Nhật Bản và Iraq. Cần biết và nhớ rằng ghi bàn vào lưới những đội bóng lớn khó hơn rất nhiều so với việc tìm cách hạn chế bàn thua. Đội Indonesia đã phải dừng bước ở vòng 1 trên 8 khi thua đội Úc đến 4 bàn cách biệt và không ghi được bàn thắng nào. Cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì đội tuyển Việt Nam lại để lọt lưới đến 8 bàn. Trong đó có 3 bàn thua ở phút bù giờ trước hai hàng tấn công rất mạnh ở giải là Nhật Bản và Iraq. Nếu như hai bàn thua ở những phút cuối hiệp 1 khiến đội tuyển Việt Nam đang vượt lên trước Nhật Bản 2-1 thì bị dẫn ngược lại 3-2, còn ở trận Iraq đang hòa 2-2 thì lại thua chung cuộc 2-3. Đây là kết quả tất yếu của đội tuyển Việt Nam đến với giải với đội hình có tuổi bình quân trẻ thứ 4 ở giải. Đồng thời có đến 9 cầu thủ chủ chốt bị chấn thương không thể tham dự giải. Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2023 thiếu vắng hai tên tuổi nổi bật vừa vững chắc trong phòng thủ, vừa hiệu quả trong tấn công là Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu. Trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh tuy có mặt ở giải nhưng chưa hoàn toàn hồi phục phong độ. Do đó, cũng dễ hiểu vì sao đội tuyển Việt Nam nhận đến 3 quả phạt 11m, trong đó có quả phạt đền từ lỗi nắm áo lộ liễu của Thanh Bình. Ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, việc tìm giải pháp khắc phục, hạn chế số bàn thua xem ra vẫn dễ hơn tìm và xây dựng các phương án tấn công, ghi bàn, kiểm soát bóng để chủ động tấn công. Đây là triết lý mới của huấn luyện viên Petrosier đã và đang áp dụng cho bóng đá Việt Nam nhằm đem tới lối chơi đa dạng thiên về tấn công, trên cơ sở kiểm soát bóng để chủ động tấn công. Rõ ràng giờ đây các cầu thủ Việt Nam đã có thể chủ động ghi bàn vào các đội hàng đầu châu Á thay vì bị động, chịu đựng rồi chờ cơ hội ghi bàn bằng lối chơi chỉ phòng ngự là chính. Kiểm soát bóng để chủ động tấn công có thể xem như là một cuộc cách mạng với bóng đá Việt Nam của ông Trausia. Cuộc cách mạng về triết lý chơi bóng này liệu có thật sự phù hợp với bóng đá Việt Nam? Cần nhấn mạnh rằng cuộc cách mạng này không của riêng chiến lược gia 68 tuổi mà phải là của cả VFF, Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, khi tất cả đã cùng thông qua kế hoạch tái cấu trúc bóng đá Việt Nam PDVN của ông Trausia. Sự thay đổi lối chơi cùng cách tiệm cận của đội tuyển Việt Nam là tất yếu để đưa bóng đá Việt Nam từ tầm Đông Nam Á vươn lên nhóm đầu châu Á. Muốn thành công trọn vẹn, các cầu thủ Việt Nam phải thay đổi tư duy bóng đá và cả thể lực. Rộng hơn là cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam cũng phải chuyển biến từ hình thức, tổ chức, vận hành cho đến nội dung, chất lượng giải, chất lượng từng trận đấu để phù hợp với xu hướng đổi mới này. Có nghĩa là để cuộc cách mạng này thành công, không chỉ ông Trausia, các cầu thủ Việt Nam, lãnh đạo, huấn luyện viên các câu lạc bộ mà cả bộ máy điều hành bóng đá Việt Nam cũng phải thay đổi tư duy, từ bỏ lối mòn cũ, một cách làm. Khi nhìn từ bên ngoài có vẻ an toàn và thành công khi đã có lúc, đem lại cho bóng đá Việt Nam những giây phút vinh quang ở Đông Nam Á. Nhưng chẳng lẽ chúng ta vui và hài lòng với vị trí hàng đầu ở Đông Nam Á khi đây là một trong hai vùng trũng của bóng đá thế giới cùng với Nam Á, sớm tìm ra phương án tốt nhất. Hiện nay, bao nhiêu điều không vui từ kết quả của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2023 đều trút hết lên huấn luyện viên Trausia. Đơn giản vì nhà cầm quân người Pháp là người khởi xướng và có vẻ ông đang cô đơn khi dám đi ngược với triết lý an toàn là trên hết. Chúng tôi không nói ông Trausia đúng hoàn toàn. Hơn lúc nào hết, bộ phận chuyên môn của VFF cần ngồi lại với ông Trausia để sớm tìm ra phương án tốt nhất, cách chọn người và dùng người sao cho tối ưu để đội tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia trong hai trận vào tháng 3, làm cơ sở cho mục tiêu vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Nếu thất bại khi tất cả đã đồng lòng với quan điểm bóng đá Việt Nam phải đổi mới thì dù ông Trausia còn đó hay sẽ có người mới thay thế, thì bóng đá Việt Nam vẫn phải kiên định với cuộc cách mạng gian dở này. Tại sao?
Vì rằng trong mọi lĩnh vực chứ không riêng gì trong bóng đá, nếu muốn nâng tầm, tiến lên phía trước thì phải chấp nhận thất bại ở thời kỳ đầu, chấp nhận rũ bỏ thành công nhất định của quá khứ. Dĩ nhiên, sự chấp nhận này cần phải trong tầm kiểm soát. Cái khó của ông Philip Trauscher và đội tuyển quốc gia, dừng bước ở bảng D vòng chung kết ASEAN Cup 2023 với 3 trận toàn thua trước Nhật Bản, Iraq, Indonesia cho thấy trình độ hiện tại của bóng đá Việt Nam. Với các chuyên gia và những người có tâm với bóng đá Việt Nam, thì nguyên nhân dẫn đến thành tích không tốt của đội tuyển Việt Nam chính là các cầu thủ chủ chốt dưới thời thầy Park Hang-seo không được trọng dụng. Giữa họ và lứa cầu thủ trẻ được đôn lên thay thế còn khoảng cách lớn. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột chấn thương buộc huấn luyện viên Philip Trauscher phải đôn một số cầu thủ U23 lên đội tuyển Việt Nam, song về cơ bản, màn trình diễn của họ không hề lép vế, thậm chí một số cầu thủ như Đình Bắc hay Thái Sơn, Minh Trọng còn gây ấn tượng với bàn thắng. Khả năng kiến tạo cùng lối chơi tự tin, không bị choáng ngợp. Dưới thời vị huấn luyện viên người Pháp, các cầu thủ đã thể hiện tốt hơn tư duy kiểm soát bóng, cầm bóng để thực hiện các phương án tấn công cụ thể. Đội tuyển Việt Nam đã phần nào tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn, chứ không chỉ tập trung vào phòng ngự kiểu co cụm. Đây là những thay đổi phù hợp với xu hướng bóng đá hiện tại. Bản thân Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi mới đây đã khẳng định, bàn thắng của Quang Hải vào lưới đội tuyển Iraq chính là kết quả của sự chuẩn bị mà ông Trauscher yêu cầu các học trò tập dượt trước trận đấu. Việc 11 cầu thủ chấn thương được ông Trauscher trả về sau khi kiểm tra sức khỏe. Sau đó ông cũng gặp gỡ hỏi han từng người đã thể hiện sự quan tâm của ông và tạo thêm tin tưởng của các học trò. Đáng tiếc, thất bại của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2023 chủ yếu đến từ sai lầm của các cầu thủ trẻ. Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia sau quả phạt đền tai hại từ lỗi. Nguyễn Thanh Bình cùng thẻ đỏ Lê Phạm Thành Long đều là những cầu thủ bị đánh giá là non kinh nghiệm. Thế rồi thẻ đỏ của Quốc Văn Khang và 3 bàn thua trong trận gặp Iraq đều đến từ lỗi của những cầu thủ mới được đôn lên đội tuyển. Khả năng kèm người kém của Lê Ngọc Bảo và pha phạm lỗi trong vòng cấm của Võ Minh Trọng khiến đội tuyển Việt Nam thua Iraq 2-3 và phải trắng tay, về nước. Sau những sai lầm dẫn đến thất bại vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định vẫn ủng hộ huấn luyện viên Philip Trauscher, nhưng cũng thẳng thắn cho biết hợp đồng đã ký kết có điều khoản rõ ràng về mặt thành tích ở từng giải đấu cụ thể. Chính điều khoản này sẽ buộc ông Trauscher phải có những thay đổi cả về con người và chiến thuật ở các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Khu vực châu Á sắp tới. Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế, nhiều huấn luyện viên người Pháp đã đưa nhiều giải pháp thời gian qua, từ việc tìm kiếm thêm chuyên gia, tốt như mời chuyên gia của giải La Liga đến giảng dạy và trao đổi cùng các huấn luyện viên Việt Nam hoặc thông luồng để Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC công nhận việc giảng dạy và cấp bằng AFC Pro, chứng chỉ huấn luyện viên cấp cao nhất của khu vực châu Á tại Việt Nam. Kêu gọi được các nhân tố cầu thủ Việt kiều về nước mà tiêu biểu là trường hợp của tuyển thủ Philip Nguyễn và Nguyễn Như An Khánh đội U23. Song bóng đá đỉnh cao của Việt Nam còn đang rất khó khăn. Khi ông Philip Trauscher đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng, đội tuyển Việt Nam thực tế đang phải gây dựng lại khi phong độ đang giảm sút. Bất kể đội tuyển quốc gia nào cũng có thời điểm như vậy, kể cả những đội bóng lớn như Đức, Brazil. Nếu nhìn về mục tiêu ngắn hạn, đa số người hâm mộ không hài lòng với ông Trauscher về thành tích của đội tuyển quốc gia. Nhưng với những gì mà các cầu thủ đội tuyển vừa thể hiện cho thấy tương lai xa của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, để bóng đá Việt Nam vươn lên dẫn đầu tại Đông Nam Á đã là rất khó khăn, nếu nhìn vào. Việc nhiều tuyển thủ Thái Lan đang là trụ cột của các câu lạc bộ hàng đầu tại Nhật Bản hay hàng loạt các cầu thủ nhập tịch Indonesia được đào tạo tại châu Âu. Trong khi đó, rất nhiều tuyển thủ Việt Nam, nhất là ở hàng tiền đạo thậm chí còn không được trọng dụng tại câu lạc bộ đang thi đấu V-League. Để nâng cấp bóng đá Việt Nam cần sự chung tay của cả hệ thống, từ các cơ quan quản lý, các câu lạc bộ và cần một quá trình dài hạn. Nguồn http://nhandnhkai.gachchao.kai/ngang/kho/ngang/cua/ngang/ong/philip/trosser/ngang/va/ngang/doi/ngang/tuiner/ngang/quat/ngang/gia/ngang/pop-x 794568.html 794568 on hi nguyệt 1224/0